Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách reset máy phát sổ 5 chỉ Hikari này, HX68E nhé. Đầu tiên là mình tắt máy này, xong là ấn giữ phím cắt chỉ đây nhá. Ấn giữ phím cắt chỉ xong là bật máy lên này. Rồi mình di chuyển lên P98 nhá. P98, sau đó mình chuyển 4 số 0 này thành 4 số 1 này. Rồi sau đó ấn giữ OK này. Ấn giữ OK thì máy sẽ trở về cài đặt gốc nhá, cài đặt ban đầu, tất cả những cái mà mình đã cài đặt rồi thì nó đều trở về cài đặt gốc hết này. Rồi và bây giờ mình nó sẽ là tiếng Trung này, bây giờ mình chuyển sang tiếng Anh nhá. Bấm giữ P này. Chuyển 4 số 0 thành 4 số 1 này. OK này. Về U96 này. U96 chuyển 0 lên 1 này. OK nhá. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.